Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm hoa vào giỏ như thế này. Thì thực ra là mình đã hướng dẫn rất là nhiều clip làm hoa, nhưng mà cái tính ứng dụng của nó thì mình cũng nói qua trong clip thôi, chứ chưa có cái nào hướng dẫn các bạn cụ thể cả. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm một cái giỏ hoa như thế này. Để cắm được cái giỏ hoa như thế này thì chúng ta cần các nguyên liệu chính như sau. Nguyên liệu chính chúng ta cần đó là hoa hồng sắn giấy. Thì đây là những bông hoa mà mình đã làm sẵn rồi đó. Hoa này thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm trong cái clip hoa hồng sắn giấy. Thì bạn nào mà muốn làm thì các bạn có thể tìm lại clip đó của mình để xem nha. Bông hoa sắn giấy này của mình làm thì nó hơi khác một chút là cái phần lá này đấy. Phần lá là mình để dùng làm để trang trí, cho nên là mình đã làm cái lá kiểu như này. Còn bạn nào mà muốn làm cái lá nó giống thật đấy thì các bạn làm lá như lá hoa hồng nha, hoặc là các bạn có thể mua cái lá giả để làm nha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta cần đến đó là cái xốp cắm như thế này. Xốp cắm này các bạn mua ở các tiệm hoa nha. Các tiệm hoa thì họ đã có bán sẵn cái này đấy. Nữa là chúng ta cần đến giỏ hoa. Giỏ hoa kích thước thì tùy các bạn nha. Các bạn muốn làm giỏ hoa to hay nhỏ thì các bạn mua cái giỏ hoa tùy theo sở thích của mình. Ở đây mình làm giỏ hoa nó hơi to một chút. Nếu với giỏ hoa to thì các bạn dùng nhiều hoa, còn với cái giỏ hoa mà nó nhỏ thì các bạn dùng ít hoa thôi nha. Với giỏ hoa này thì mình làm khoảng tầm 25 đến 30 bông. Thường là sẽ là 30 bông đối với cái giỏ như thế này. Tiếp theo là cái phần kích thước của hoa hồng thì các bạn làm nó dài tầm khoảng 1 găng tay như thế này nha. Mình cũng không dùng tôi kẻ để đo. Mình làm khoảng tầm 1 găng tay như vậy. Tiếp thì chúng ta sẽ dùng cái phần xốp cắm này chúng ta đặt vào đây nha. Với cái phần giỏ này của mình thì nó có cái phần chéo này thì mình sẽ phải đặt cái xốp ở bên dưới. Ở đây thì để tiết kiệm thời gian thì mình đã đặt sẵn cho cái xốp này vào bên trong này. Sau đó mình đã dùng cái bìa cắt tông này để mình phủ kín cái phần đáy của nó nha. Còn bạn nào mà tìm được cái giỏ mà nó không có cái phần bắt chéo như thế này thì các bạn có thể đặt trực tiếp cái này vào nha. Các bạn cắt cái này nó sẽ to hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm vào cái giỏ hoa như thế này nha. Thì hoa hồng màu sắc là các bạn tùy chọn nha. Mình sẽ cắm xen kẽ nha. Đầu tiên là mình sẽ cắm màu trắng trước này. Sau đó mình sẽ cắm các màu. Cứ một màu xanh này, một màu trắng rồi đến màu xanh dương này nhé. Đó, chúng ta sẽ cắm được 1, 2, 3, 4, 5 bông. 5 bông như thế này, xem trong một vòng tròn như thế này nhá. Các bạn cứ cắm xen kẽ từng màu một là được nhá. Tiếp đến chúng ta sẽ cắm vòng tròn còn lại. Các bạn cắm theo cái giỏ hình vuông này cũng được, hoặc là các bạn sẽ uốn lượn nó thành cái hình vòng cung như thế này nhá. Theo mình thì thấy nó hình vòng cung nó sẽ đẹp hơn.
Sau khi cắm xong thì chúng ta sẽ chỉnh lại sao cho nó thành cái hình vòng tròn nó ok một chút nhé. Các bạn cắm làm sao cho cái phần hoa này nó đều và nó nằm nó cùng thành một vòng tròn như thế này nhá. Các bạn sau khi cắm xong như vậy chúng ta sẽ tiếp tục cắm phần vòng tròn thứ hai nhá. Vòng tròn thứ hai thì chúng ta sẽ nhìn các bông hoa này, chúng ta sẽ cắm xen kẽ các màu nhá. Bạn nào cắm tùy theo sở thích cá nhân của mỗi người nhá. Sau khi cắm xong thì chúng ta sẽ được một cái giỏ hoa như thế này. Hoặc là bạn nào mà muốn cắm màu sắc nó khác đi một chút thì các bạn có thể tùy chọn nha. Theo mình thẩm mỹ của mình mình cắm nó cũng không được đẹp lắm. Nếu như mà các bạn thấy mà nó màu sắc nó chưa được hợp lý lắm thì các bạn có thể tùy chỉnh nhé. Sau khi các bạn đã hoàn thành cắm như vậy, chúng ta đã được một cái giỏ hoa khá là xinh như thế này. Cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng cái duy lăng như thế này, chúng ta có thể gắn vào đây nha, để cho cái giỏ hoa nó thêm đẹp nha. Và chúng ta sẽ gắn cái nơ xinh xinh này trên cái phần tay cầm nha, để cho cái bó hoa nó thêm gần nữa. Như vậy là mình phần cuối cùng thì thực ra là nó cũng không quá quan trọng, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm cái phần nhũ cho phần hoa như thế này nhá. Thì các bạn chuẩn bị cho mình cái nhũ trắng như thế này, hoặc là bạn nào không muốn làm thì cũng không cần thiết nhá. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi tiếp theo các bạn dùng keo sữa này, các bạn dùng cái viền nhũ trắng này nhá. Các bạn cho ra tay này, sau đó các bạn chấm nhẹ lên các đầu cánh, đầu phần giữa của viền nhũ hoa đó. Thank you.
những hoa bông hoa còn lại các bạn cũng làm như vậy nhé. Được rõ lắm nhở, tại vì ánh sáng nó bị lóa thì các bạn có thể sơ qua như thế này nhé. Chúc các bạn thành công với cái giỏ hoa như thế này nha. Các bạn muốn mình làm hướng dẫn hoa gì thì các bạn có thể comment bên dưới, bởi vì các bạn mà comment những cái loại hoa mà nhiều nhất ấy thì mình sẽ nhiều comment về một loại hoa nhất thì mình sẽ hướng dẫn ở clip tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.